OK, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo và rất là vui khi gặp lại các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và trên tay một cặp đôi phiên bản New Aviator, và đây sẽ là một phiên bản nằm trong bộ sưu tập Reinvention, tức là thiết kế lại, sáng tạo lại những cái phiên bản kinh điển của Ray-Ban. Chúng ta sẽ có Reinvention cho Aviator này với đầu mã là RB3625, và chắc chắn là đây sẽ là cái đầu mã mà lần đầu tiên các anh chị thấy này. Chúng ta sẽ là RB3625 New Aviator này, và chúng ta sẽ có RB3636 New Caravan này đó, và đây chúng ta sẽ còn có cả RB3637 New Round. Tức là một sự sáng tạo lại của Ray-Ban dành cho những phiên bản kinh điển của họ. Và tất nhiên rồi thì chúng ta sẽ có phiên bản hot nhất hiện nay, đó là RB3625 với những cái thiết kế được cách tân đi. Nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái vẻ ngoài cứng cáp hơn, mắc phẳng hơn, giúp cho chúng ta đeo một cách nó thời trang hơn. Và nếu mà các anh chị chúng ta có sự so sánh với cả RB3025 thì chúng ta sẽ thấy là lens base của 3625 chúng ta đã thay đổi, đó là khác với cả 3025, lens base của nó sẽ là lens base 6, tức là cong 6. Thì với 3625 thì chúng ta sẽ có một cái cặp mắt phẳng hơn, với độ cong là 4,25. Đây là một cái độ cong mà chúng ta đã gặp ở trên cái RB3447N rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có được một cái 3625 cực kỳ đẹp. Và đây sẽ là một cái phiên bản cặp đôi mới nhất này, vừa mới cập bến Belo này. Và chúng ta sẽ gồm có tổng cộng là 6 phối màu, đi kèm với đó là 3 size. Chúng ta sẽ có size 55, 58, 62 này. Và chúng ta sẽ gồm có 6 phối màu, phối màu dark gray này, là phối màu đen này đó, và mắt màu xám khói này. Và chúng ta sẽ có phối màu silver này, mắt blue này, chúng ta sẽ có phối màu legend gold này, mắt gọng màu vàng, mắt nâu này, với pearl và truman này. Thì cả 6 cái phiên bản phối màu này thì cũng đã đều cập bến Belo rồi, và Belo cũng sẽ tiến hành mở hộp tất cả những cái phiên bản này cho các anh chị chúng ta xem, để chúng ta có thể chúng ta yên tâm hơn khi mua online, cũng như là chúng ta có được những cái thông tin đầy đủ hơn khi mà chúng ta muốn tham khảo trước nha. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ có 3625 với size 58 này. Đó, 3625 với mã màu là 9196 trên G5. Nó sẽ là cái phiên bản này ở trên catalog này, với mắt Polarized Truman này, với Polarized Truman tức là mắt phân cực và tăng cường độ tương phản này. Đây là một cái kiểu đóng hộp hoàn toàn mới mà Ray-Ban dành cho dòng 3625. Đây là một kiểu đóng hộp có thể nói là rất là xịn sò, khác với cái kiểu mở hộp truyền thống như là những cái phiên bản trước mà Belo có đập hộp cho anh chị xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có được cái phiên bản đó, mở hộp ra rất là xịn sò, và chúng ta sẽ thấy là rất đẹp này. Thì khi mà các anh chị chúng ta mua để tự thưởng bản thân, hoặc là chúng ta mua để đi tặng này, thì cũng sẽ rất là đẹp luôn. Và Belo cũng sẽ bàn giao đầy đủ cho các anh chị đầy đủ những cái phụ kiện như thế này khi mà chúng ta mua trực tiếp hay là mua online. Thì ở trên tem của ở hộp kính này thì chúng ta cũng sẽ có hình ảnh của chiếc kính này luôn này. Đó là phối màu 9196 trên G5, một trong 6 phối màu mới nhất của 3625 này. Và chúng ta sẽ gồm có size 58 này, càng 135 này, RX yes, có nghĩa là có thể lắp mắt dâm cận vào trên cái RB3625 này nha các anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có 2P này, tức là độ đậm màu của mắt là mức 2 này. Và chúng ta sẽ có polarized tức là mắt phân cực này, kết hợp với đó là chúng ta sẽ còn có cả truman nữa. Legend gold này, tức là gọng của nó sẽ là một màu vàng huyền thoại của Ray-Ban này. Polar clear gradient dark brown này, có nghĩa là mắt phân cực này, trong suốt này, và nó sẽ trên đậm dưới nhạt với dựa trên nền màu nâu khi mà các anh chị đeo. Rồi, đấy là những cái thông tin chi tiết. Và tương tự với size 62 thì chúng ta sẽ có là mắt size 62 này, và càng là 140. Đó, càng của size 62 nó sẽ dài hơn so với càng 188 một xíu. Rồi, và chúng ta sẽ cùng mở hộp cả hai phiên bản này ra để chúng ta xem thực tế nha. Rồi, và ở 3625 thì Ray-Ban trang bị cho chúng ta cái phiên bản hộp da màu đen. Đây là một cái kiểu hộp da truyền thống, và tương tự như những chiếc kính Ray-Ban chính hãng khác, thì ngay khi mà chúng ta cầm chiếc hộp da này lên, chúng ta đã cảm thấy được cái độ mềm, đó, mịn của da thật, sờ nó sẽ rất là sướng. Rồi, ok. Rồi, xin chào các anh chị với RB3625, phiên bản có thể nói là quá là tuyệt vời. Phụ kiện của cả hai phiên bản này thì chúng ta vẫn sẽ có khăn lau kính màu ghi xám, logo Ray-Ban màu đỏ, rất là sắc nét và rất là đẹp. Ở đây chúng ta cũng sẽ có quyển sách từ rayban.com này. Chọn bộ những cái phụ kiện này thì đều được Belo sẽ bàn giao đầy đủ khi mà các anh chị mua hàng nhá.
cả hai phiên bản này thì nó sẽ có phụ kiện đều giống nhau. Ok. Vâng, và xin chào các anh chị với RB3625-9196 trên G5 phiên bản Legion Go và Reinvention thiết kế lại của dòng 3025. Chúng ta sẽ có được một cái thiết kế mắt phi công có thể nói là vô cùng quen thuộc với các anh chị Ray-Ban fan rồi. Đó, và Belo sẽ tạm thời bỏ cái catalog này ra để có thể show các anh chị xem rõ hơn về chiếc kính này. Rồi, và xin chào các anh chị với RB3625. Và đây trên tay của Belo đang là phiên bản RB3625 với mã màu là 9196 trên G5 và là size 62. Có mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam nó là 7.080.000 đồng. Đây là mức giá niêm yết chính thức của Ray-Ban tại thị trường Việt Nam. Và các anh chị cũng sẽ nhận được cái mức giá ưu đãi cũng như là những cái phần quà hết sức là hấp dẫn mà Belo cũng có đề cập chi tiết ở trong phần mô tả video clip này. Và các anh chị có thể inbox trực tiếp cho fanpage Belo Eyewear kính thương hiệu chính hãng để chúng ta có thể nhận được cái sự tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất cho các anh chị nha. Rồi, nói qua một chút về cái sự khác biệt giữa 3625 và 3025 thì các anh chị đã thấy là Ray-Ban họ sử dụng nhiều những cái thiết kế dẹt hơn trên 3625. Đầu tiên, điểm khác biệt có lẽ là ở cái chiếc càng này. Khác với cả 3025 thì chúng ta sẽ có những cái càng tăm, tức là vuốt tròn, đó, một cái sợi đường dài vuốt tròn truyền thống của Ray-Ban. Thì ở cái phiên bản 3625 này thì chúng ta đã được dập dẹt này, và ở trên cái phần càng này thì nó sẽ có những cái họa tiết đặc trưng của dòng 3625 mà Ray-Ban dành tặng cho chúng ta. Chuôi càng kính thì Ray-Ban họ sẽ sử dụng cái chuôi càng đồi mồi, và với việc sử dụng cái chuôi càng này thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái việc mà ố khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Và đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái chuôi càng này, nhìn nó sẽ rất là thích mắt với những cái sự chắc chắn rất là tuyệt vời, rất đẹp cho các anh chị. Và càng trái càng phải nó sẽ như nhau này. Và tiếp tục này thì anh chị sẽ nhìn thấy cái phần viền của kính này. Phần viền của kính cho 3625 thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần viền nó dẹt hơn, nó dày hơn, nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự chắc chắn hơn khi mà đeo, rất là rõ ràng. Và chắc chắn thì với cái thiết kế này thì nó cũng sẽ bảo vệ mắt tròng kính của chiếc kính này một cách tốt hơn. Nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta chẳng may chúng ta bị rơi rớt thì nó cũng sẽ khó hỏng và khó vỡ hơn rất là nhiều. Và các anh chị cũng yên tâm là chúng ta khi mà chúng ta chẳng may bị vỡ hay là chúng ta chẳng may bị xước mắt thì các anh chị hoàn toàn chúng ta có thể đặt mua thêm cặp tròng kính thêm của Ray-Ban tại Belo, vì Belo cũng đã được Ray-Ban chính thức hỗ trợ cho đặt những cái phần phụ kiện như là mắt kính hay là ve của kính hay là chuôi kính hay là cả cái càng này thì chúng ta đều có thể đặt được trực tiếp tại Belo. Và với phần mắt kính của 3625-9196 trên G5 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái cặp tròng kính có thể nói là xịn sò nhất của Ray-Ban trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ gồm có sự kết hợp của Ray-Ban P này, nó có nghĩa là Ray-Ban mắt phân cực Pearlite, nó sẽ siêu chống chói và ngăn chặn hoàn toàn tia UV. Ở đây chúng ta cũng sẽ được phủ thêm lớp Tromen, nó tráng gương nhẹ giúp cho chúng ta tăng cường độ tương phản lên, nhìn nó sẽ rất là thích mắt. Và cái mắt Tromen này thì nó sẽ có được một cái màu màu nâu này. Khi mà các anh chị chúng ta đeo kính này và chúng ta nhìn thông qua cái mắt kính này thì chúng ta sẽ thấy là cái phôi của kính nó sẽ là màu nâu này. Và các anh chị chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta đeo kính vào thì một điểm đặc trưng của những cái mắt Tromen này đó là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái chi tiết nó sẽ rất là sắc nét. Nó rất dịu nhưng mà nó sẽ không bị quá tối mà nó không bị mờ. Mà khi mà chúng ta nhìn qua cái mắt Tromen này thì chúng ta sẽ thấy là những cái sự vật sự việc trước mặt chúng ta nó sẽ hiện ra nó rất là chi tiết và sắc nét. Rồi, và một số những cái thông tin ở phần phía bên trái của càng kính thì chúng ta sẽ có được là RB3625 này, New Aviator này, mã màu là 9196 trên G5, size 62, 14-140, có nghĩa là mắt 62mm này, cầu 14 này và càng 140. Và độ đậm màu của mắt nó sẽ là mức độ 2 này và có phân cực này, đó, viết tắt là 2P. Rồi, và tiếp tục ở phần phía bên càng phải của chúng ta. Tiếp tục ở phần phía bên càng phải của chúng ta thì chúng ta sẽ có là Ray-Ban Tromen này, có nghĩa là cái công nghệ tăng cường độ tương phản xịn sò nhất của Ray-Ban trên thị trường hiện nay. Made in Italy, cái phiên bản 3625 thì cũng sẽ giống như là 3025, chúng ta sẽ được sản xuất tại Ý, là Made in Italy này, CE này, đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và ở đây chúng ta sẽ có là
mắt phân cực Polaroid. Nó những cái thông tin ở trên càng kính được Ray-Ban khắc và ghi cho chúng ta rất là rõ ràng. Và đây tiếp tục chúng ta sẽ có mắt là 62 cầu 14 này. Và phần dưới phần cầu kính thì chúng ta sẽ thấy là Ray-Ban Made in Italy, rất là đẹp. Và phần cầu kính của 3625 thì chúng ta cũng sẽ được áp dụng họa tiết tương tự như là cái phần càng kính. Đây là một cái điểm nhấn hoàn toàn khác biệt với cả 3025 truyền thống, cả phần cầu kính, cầu dưới nữa. Rất đẹp, đây là một cái phiên bản có thể nói là đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Rồi, và đó sẽ là cái size 62. Thì ở cái size 58 thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin hoàn toàn tương tự như vậy, cũng như là những cái đường nét, những cái họa tiết nó sẽ không có khác gì nhau cả. Nó chỉ khác nhau một chút, đó chính là về size của mắt kính. Ở đây chúng ta sẽ có là mắt 58mm này, cầu của chúng ta vẫn là 14 này, và càng của chúng ta sẽ ngắn hơn một xíu, là 135. Đây là những cái thiết kế được cập nhật mới nhất của Ray-Ban tại Belo, và nó sẽ đem đến cho chúng ta cái cảm giác trải nghiệm đeo nó sẽ chắc chắn hơn so với cả 3025. Và Belo cũng rất là mong thì cái dòng RB3625 này sẽ tiếp tục thành công tại Belo cũng như là tại thị trường Việt Nam như là 3025. Và cả hai phiên bản này ở cả hai size thì đều có mức giá niêm yết là 7.080.000, và khi mà các anh chị mua tại Belo thì chúng ta sẽ chỉ cần chi ra mức giá khoảng 5 triệu là chúng ta đã sở hữu được cái phiên bản Ray-Ban chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam, phiên bản mới nhất với mắt xịn sò nhất của Ray-Ban trên thị trường hiện nay là mắt Strongman. Rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi, và khi mà các anh chị chúng ta muốn tham khảo trực tiếp sản phẩm thì chúng ta có thể đến trực tiếp Belo Hà Nội số 46 Lê Thế Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc chúng ta có thể đến với Belo Thành phố Hồ Chí Minh số 100 Nguyễn Trãi, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta tham khảo trực tiếp. Cả hai phiên bản này thì đều đã có mặt trực tiếp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh của Belo. Và chúng ta cũng sẽ nhận được những cái mức giá ưu đãi cũng như là những cái phần quà tặng hấp dẫn và những cái bộ vệ sinh chăm sóc tròng kính chuyên dụng mà Belo sẽ tặng kèm cho chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ có khăn lau kính chuyên dụng này. Nó sẽ thêm sự lựa chọn cho chúng ta bên cạnh cái khăn lau kính của Ray-Ban trang bị cho chúng ta này. Và Belo cũng sẽ trang bị cho chúng ta một cái lọ nước rửa mắt kính cao cấp nữa để giúp cho chúng ta có thể vệ sinh được mắt kính một cách tiện lợi hơn và chính xác hơn, sẽ giúp cho tròng kính của chúng ta bền hơn. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị trong video clip ngày hôm nay. Video clip mở hộp cặp đôi RB3625 New Aviator với phối màu 9196 trên G5, mắt phân cực Strongman tuyệt đẹp, và chắc chắn là phiên bản này sẽ cực kỳ hot tại Belo trong thời gian tới. Và sản phẩm vừa mới cập bến Belo Hà Nội và Hồ Chí Minh thì rất là mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các anh chị. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc thì anh chị có thể inbox trực tiếp cho fanpage Belo Eyewear kính nhãn hiệu chính hãng, hoặc liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn trong phần mô tả của Belo để được chúng tôi có thể tư vấn chính xác cũng như là báo giá tốt nhất cho các anh chị. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại.